Sáng nay 30 tháng 12, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị định hướng hoạt động tài chính vi mô và công bố các quyết định nhân sự năm 2023. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Tính đến cuối năm 2022, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đã triển khai tại 157 trên 157 xã phường trên địa bàn tỉnh với 5.851 nhóm và 1.364 cụm có thành viên vay vốn của quỹ. Sau năm 2021, doanh số phát vay tăng 58,9 tỷ, tổng dư nợ cho vay 170 tỷ 239 triệu đồng, đạt 107% so với kế hoạch năm, tăng 7% tương đương 9 tỷ đồng so với năm 2021. Trong năm đã giải ngân cho 13.025 khách hàng với mức vay bình quân 15,9 triệu đồng một món vay, chủ yếu cho mục đích vay trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Không chỉ tăng trị giá cho mỗi món vay, việc quỹ tập trung vào công tác chăm sóc khách hàng lâu năm, mạnh dạn tăng vốn cho các khách hàng làm tốt nhằm động viên khách hàng vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch. Đồng thời với việc đầu tư các mô hình kinh tế đặc trưng như tổ nhóm hợp tác, cơ sở sản xuất không chỉ góp phần vào công tác giảm nghèo mà còn tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Trong năm, nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ của quỹ đã giúp cho 316 khách hàng thoát nghèo, 94 khách hàng chuyển loại hộ từ nghèo sang cận nghèo, trong đó khoảng 50% hộ do phụ nữ làm chủ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã thông báo tin vui đến đại biểu tham dự hội nghị, đó là dù trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, song mức tăng trưởng kinh tế của địa phương đã đạt 7,33% sau các năm liên tục, mức tăng trưởng của tỉnh đạt rất thấp. Đây là nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, trong đó có ngành tài chính ngân hàng và quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nằm trong số đó. Tuy nhiên, năm 2023 là năm sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ nhân viên của quỹ, dù lạc quan với những kết quả đạt được nhưng không nên chủ quan bằng cách nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cũng như ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn. Về mặt hoạt động của quỹ, thì hội đồng cũng như là ban giám đốc, toàn bộ các hệ thống tới cấp huyện, cấp xã, những cái cụm, cố gắng chúng ta nâng chất, củng cố, rồi kiện toàn, nhất là chúng ta phát triển các cái nhóm thẩm định gia, những cái này chúng ta phải làm cho nó chắc. Có nghĩa rằng là mục tiêu thì chúng ta không thay đổi, nhưng cách làm mà luôn luôn là bám sát cái nhu cầu, làm sao làm cho hoạt động tín dụng nó an toàn, bền vững. Quỹ chúng ta cũng hoạt động giống như ngân hàng vậy, là làm sao là trong mọi điều kiện đều đảm bảo cái sự thanh khoản, vốn cung ứng. Nhưng cái nhóm đối tượng chúng ta nắm thật chắc hộ nào điều kiện kinh doanh, rồi sinh kế, thì từng cái tổ, từng cái ấp, từng xã là chúng ta nắm thật chặt để giúp làm sao chúng ta hướng đến mục tiêu trước mắt đó, là làm cho phụ nữ ít nghèo đi, ít khó khăn đi, rồi trung bình khá trở lên, giàu trở lên nhiều hơn. Nói chung là trong hoạt động tài chính, quỹ cũng phải để ý đến vấn đề mà kiểm tra giám sát. Rồi theo các khuyến nghị của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bến Tre, chúng ta là hoạt động là tổ chức tài chính vi mô, với nhiều cái giấy phép, thì chúng ta phải điều hành, quản lý, kiểm soát rủi ro và tuân thủ các cái quy định của ngành ngân hàng. Sau phần tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến của các phòng giao dịch về những cách làm hay trong tăng trưởng tín dụng, định hướng hoạt động tài chính vi mô, hội nghị đã công bố các quyết định nhân sự, khen thưởng cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.